Dạ, cửa hàng nông cơ Huy Hoàng xin kính chào toàn thể các anh quý vị các bác nhé. Địa chỉ cửa hàng tại thôn 8 xã Đúc So, huyện Tuy Đức, Hà Nội. Số điện thoại 0354392929 và số đó thì cửa hàng chúng em có sử dụng Zalo và cửa hàng chúng em thì có ship code toàn quốc luôn các bác nhé. Vâng, và lời nói đầu tiên thì cửa hàng chúng em xin gửi lời chào thân thương đến các bác đang theo dõi kênh của em cũng như là đăng ký và đang theo dõi video này. Vâng, và các bác hãy đăng ký kênh cũng như là bật chuông thông báo để khi mà cửa hàng chúng em có lên video thì sẽ được thông báo đến cho các bác để các bác theo dõi kênh của cửa hàng chúng em nhé. Vâng, quay lại chủ đề chính thì hôm nay thì cửa hàng chúng em lên cho các bác một lô máy cưa xích hiệu toàn là hiệu STIHL luôn các bác nhá. Đầy đủ các phân khúc từ phân khúc cưa gia đình đến phân khúc cưa tầm trung và cưa khai thác có luôn các bác nhá. Đây, và hôm nay thì cửa hàng chúng em lên lô tổng cộng gồm 11 cây. Toàn là siêu phẩm các bác nhá. Cây nào cũng cực kỳ đẹp và nhức nách luôn các bác. 10 cây đẹp như cả 10 luôn các bác nhá. Đó, đảm bảo cho lô cưa ngày hôm nay thì đảm bảo cây nào máy móc cũng đảm bảo cho các bác là zin từ A tới Z. Đấy, siêu vip luôn các bác nhá. Bởi vì mấy cái hệ như thế này thì cửa hàng chúng em toàn là tuyển lựa thôi các bác ạ. Hôm nay thì cửa hàng chúng em đánh dấu là lô Y các bác nhá. Lô Y có báo giá và trên từng cây rồi. Đấy, nên các bác hãy nhớ. Ví dụ là cửa hàng chúng em đánh dấu con Y1 chẳng hạn này, Y2 từng con một các bác nhá. Các bác nào mà đã ưng ý cho mình con nào rồi thì cửa hàng các bác chỉ cần việc nhấc máy lên và bảo là báo cho cửa hàng chúng em là con y này là cửa hàng chúng em biết ngay con gì các bác nhá. Hôm nay thì cửa hàng chúng em gồm có đây STIHL 210 của dòng bãi Nhật các bác nhá. Cực kỳ vip chất lượng. Con này là 230 các bác nhá. Máy móc cũng cực đẹp, chụp giật trợ lực luôn các bác. Con này thì nó tem nó đã hơi bị mờ một tí xíu rồi. Nhưng mà nói chung là về không ảnh hưởng gì cả, này là do lỗi cửa hàng chúng em dọn rửa trà không may thì nó bị bong chóc tem thôi. Đây, một con 021 cũng cực kỳ xuất sắc luôn các bác nhá. Mercedes Camani bãi Đức. Đây cũng một con 021 nữa này. Đây là con 021C này. Đó, tất cả lô cưa dưới này thì đều có xả áp và đúng mương sang phụ luôn các bác nhá. Rồi, qua tiếp là một con đây, Y7 là một con cưa STIHL 020 này. Đó, Mercedes Camani. Một con 180C này. Một con 170C chụp giật trợ lực này. Một con 018 này. Đó, một con 017 này và con cưa khai thác 024AV Super. Đấy, tổng cộng hôm nay lô cửa hàng chúng em gồm có là cửa hàng những dòng như thế. Đó, tí nữa thì cửa hàng chúng em sẽ test nổ từng cây một để cho các bác xem qua ưng ý con nào nhất thì hãy nhấc máy ngay và liên hệ qua cho em để đặt hàng các bác nhé. Đều cũng như là để ủng hộ cửa hàng chúng em. Đấy, hôm nay lô toàn một cưa siêu vip các bác nhá. Các bác đã xem cho mình ưng ý con nào nhất rồi thì hãy nhấc máy ngay. Hôm nay thì cửa hàng chúng em nếu mà khai thác tầm trung là có 2, 4. Đây là dãy bên này là khai thác tầm trung các bác nhá. Đó, hàng dưới là khai thác tầm trung. Gồm có 021, 023, 230, 210. Đó, khai thác nếu mà hệ cưa gia đình hoặc là khai thác nhỏ nhẹ có 020 ở đây. Hệ cưa gia đình gồm có 4 cây các bác nhá. STIHL 180, 170, 018, 017. Và có một cây cưa khai thác chuyên nghiệp STIHL 024AV Super, đời cao nhất của dòng 024 rồi các bác ạ. Đó, giá con này thì 5,5 triệu các bác nhá. 024AV Super này cho các bác nào mà khai thác chuyên nghiệp, bởi vì công suất con này thì nó rơi vào tầm khoảng gần 45cc các bác nhá, 44 phẩy mấy cc, làm tròn thành 45cc các bác nhá. Đấy. Ôi, cửa hàng chúng em sẽ bây giờ sẽ quay video test nổ cho các bác nhá. Test nổ từng cây một thì sẽ báo giá chi tiết cũng như là để cho các bác nào mà ưng ý con nào nhất thì hãy nhấc máy ngay và liên hệ qua cho em. Dạ vâng, cây cưa đầu tiên các bác nhá là một con STIHL 210C. Con này là hàng dòng bãi Đức các bác nhá. Đó, máy móc thì cưa siêu tầm cực kỳ chất lượng luôn. Sản xuất là con này sản xuất năm 2005 các bác nhá. Tích hợp chụp giật trợ lực cho các bác nào mà muốn giật nhẹ nhàng. Con này thì đời cao, con đúng mương sang phụ ở đây luôn, giật rất là thuận tiện các bác nhá, dễ lên xăng. Máy móc tình trạng siêu vip các bác, cực kỳ đẹp luôn các bác nhá. Nguyên zin nguyên bản. Làm các bác, cây làm của nó cực kỳ đẹp. Làm con này là 50 phân, mặt cắt 45 phân, xài xích chung 91 các bác nhá. Rồi, cửa hàng chúng em sẽ test nổ con này cho các bác nghe qua luôn. Rất là nhạy nổ các bác nhá, cực kỳ chất lượng luôn các bác. Con này cửa hàng chúng em bán với giá là 4.500.000, miễn phí ship và tặng đồ nghề cho các bác, là gồm một típ màu buji, một chiếc rũa và một túi vip chỉnh. Đó, mã của con này là Y1 các bác nhá. Các bác nếu mà ưng ý con này rồi muốn đặt con này thì hãy điện cho, liên hệ cho cửa hàng chúng em, báo là chốt cho anh con Y1 là cửa hàng biết ngay là con này các bác nhá. Dạ vâng, kế đến là con Y2 các bác nhá. Con này là dòng 230. Đó, con này thì công suất của nó sẽ to hơn con Y1 một tí xíu các bác nhá. Một tí xíu, cũng tích hợp luôn cho các bác là chụp giật trợ lực, máy móc tình trạng cho các bác là nguyên zin, có núm bơm xăng phụ. Đó. Con này thì cửa hàng bán với giá là 4.700.000. Lam cũng là lam 50 phân, mặt cắt được 45 các bác nhá. Đó. Làm thì cực kỳ đẹp và chất lượng rồi. Hai con đầu tiên thì nói chung là hàng tuyển rồi các bác nhá. Tuyển siêu tầm rồi các bác. Con này thì cửa hàng chúng em bán với giá là 4.700.000, miễn phí ship và tặng đồ nghề cho các bác, là gồm một típ mổ buji, một chiếc rũa và một tô vít chỉnh. Đó, giá đã hoàn toàn miễn phí ship rồi các bác nhá. Rồi, cửa hàng chúng em sẽ test nổ cây này cho các bác qua thử máy luôn. Tích hợp chụp giật trợ lực, giật rất là nhạy nổ các bác nhá, cực kỳ đẹp và chất lượng luôn. Dạ vâng, kế đến nữa là con Y3, một con STIHL 021. Đây cho các bác xem qua tình trạng máy xem nó có giống thiếu thủng không ạ. Cực kỳ đẹp luôn các bác nhá. Tem mác chuột chỉ Made in Germany, hàng bãi Đức này. Đó. Ấm giật nguyên zin của nó luôn các bác nhá. Cực kỳ đẹp đúng không ạ? Một con máy siêu siêu VIP. Đó, các bác nào mà muốn đặt hàng con này thì hãy nhấc máy ngay và liên hệ qua cho em đặt hàng các bác nhá. Bởi vì hàng VIP như thế này thì rất là khó kiếm lựa luôn các bác. Đó, hàng xấu thì rất là nhiều, nhưng mà hàng đẹp như thế này thì lâu lâu mới có một cây đấy các bác nhá. Và giá hiện tại con này cửa hàng bán chúng em là bán 4 triệu đồng các bác nhá. Tiền nào của đấy các bác nhá. Máy đẹp thì giá nó sẽ cao hơn một tí xíu, còn máy xấu thì giá nó sẽ rẻ hơn một tí xíu, tùy theo nhu cầu của các bác, túi tiền của các bác mà. Đó, mua bán sao là tùy phụ thuộc vào các bác. Các bác thấy ưng ý thì hãy liên hệ cho cửa hàng chúng em. Đó, còn các bác nào cần tham khảo thêm thì hãy mạnh dạn gọi cho cửa hàng chúng em. Chúng em sẽ tư vấn nhiệt tình cũng như là cho các bác tham khảo nhiệt tình luôn các bác nhá. Còn các bác nào sử dụng Zalo thì hãy kết bạn qua Zalo cho em, cửa hàng chúng em vẫn tư vấn nhiệt tình các bác. Dạ vâng, kế đến là con Y4 các bác nhá, STIHL 021. Con này hình thức ở bên ngoài thì không được đẹp bằng con Y3 các bác nhá, nhưng mà tổng thể nội thất của nó vẫn nguyên zin nguyên bản, nòng hơi thì cứng cáp nguyên, đẹp nguyên các bác. Các bác nào mà muốn có nhu cầu mà gỡ bô để kiểm tra nòng, cửa hàng chúng em vẫn sẵn sàng các bác nhá. Đó, linh kiện các bác muốn nhu cầu như thế nào, cửa hàng chúng em vẫn đáp ứng tư vấn đầy đủ. Đó, giá con này thì cửa hàng bán với giá là 3.800.000. Dạ vâng, xin phép các bác thì đang quay dở thì tự nhiên ngoài trời nó lại đổ cơn mưa, nên là cửa hàng chúng em xin phép là vào trong nhà để quay nốt, test nổ lại những video còn lại các bác nhá, để kịp thời gian tối nay sẽ lên video cho các bác, nên là các bác xem ở trong nhà, đôi khi hình ảnh nó có chất lượng nó kém hơn, đó, nó có ồn ào hơn thì các bác cũng hết lòng thông cảm cho cửa hàng chúng em các bác nhá. Rồi, cửa hàng chúng em sẽ test tiếp con Y5 cho các bác. Y5 cũng là một con STIHL 021. Đó, con này thì hình thức nói chung là cũng vừa phải để các bác. Đó, đấy. Nhưng mà tổng thể của cây máy này thì máy nổ rất là ngon các bác nhá. Nội thất của các bác vẫn là bao zin cho các bác. Đó, máy nổ thì gọi phải nói là thì thầm mùa thu luôn các bác. lượng máy thì khỏi phải bàn luôn các bác nhá. Một con máy nói chung là nội thất thì quá là xuất sắc luôn. Máy cực kỳ nhạy nổ, nòng hơi cứng ngắc luôn các bác nhá. Giá con này là cũng 3.800.000 và chúng em miễn phí ship và tặng đồ nghề. Dạ vâng, kế đến là con i6. Đây, một con cưa, máy cưa khai thác chuyên nghiệp các bác nhá. Con này thì công suất của nó là 45cc các bác. STIHL 024AV Super. AV Super là sao? Bởi vì con này nó là đời nâng cấp của dòng 024 và 024AV các bác nhá. 024 và 024AV thì công suất của nó là có 42cc thôi. Còn AV Super là công suất của nó là gần 45cc các bác nhá. Đó. Máy móc tình trạng nguyên zin. Con này thì nguyên zin của nó là một ốc lam nhưng mà có thể lên được 2 ốc lam các bác nhá. Nó bởi vì nó tích hợp sẵn cho các bác cái chân rồi. Đó, nếu mà các bác nào mà muốn nhu cầu muốn bỏ một ốc lam mà yếu hoặc là nó không được ráp được lam dài thì cửa hàng chúng em vẫn có thể lên được 2 ốc lam hoàn toàn miễn phí cho các bác nhá. Đó, nếu mà các bác nào muốn nhu cầu muốn lên 2 ốc lam miễn phí thì cửa hàng chúng em vẫn có thể lên được cho các bác. Đó, hoàn toàn miễn phí, không phải mất thêm tiền. Chiếc máy cưa siêu ngon lành luôn, nổ thì cực kỳ lực các bác nhá. Cho các bác nào mà đang cần tìm cho mình một chiếc hệ máy cưa khai thác của nhà STIHL Bãi Đức các bác nhá. Giá con này thì cửa hàng bán với giá là 5.500.000 miễn phí ship và tặng đồ nghề. Rồi kế đến là con i7 các bác nhá. Con i7 là một con cưa STIHL 020. Dòng này là dòng cưa khai thác cỡ nhỏ các bác nhá. Con này thì nòng của nó là 40 ly. Đó, 40 ly các bác, thắng xích còn sử dụng đầy đủ nguyên. Vòng tua con này thì cực kỳ khỏe rồi. Made in Camani dòng Bãi Đức các bác nhá. STIHL 020. Máy móc tình trạng nguyên zin nguyên bản, chưa bung chạm máy móc. Đó. Nổ rất là lực luôn các bác nhé. Con này thì nói chung là khai thác cỡ nhỏ, nói chung là về cho các bác nào mà leo cây đồ linh tinh ấy, hay muốn cắt trên cao cần một chiếc một cái máy cưa nhẹ mà muốn công suất mà khỏe khỏe một tí xíu thì các bác nên lựa chọn con này các bác nhé. Và giá con này thì cửa hàng bán với giá là 3.200.000. Họ cực kỳ rẻ luôn các bác. Nếu mà hệ STIHL mà giá mà tầm khoảng 3 triệu, hơn 3 triệu một tí xíu là đã gọi là rẻ rồi các bác nhé. Rồi tiếp đến con i8 này các bác, một con máy cưa hệ gia đình các bác. Con này thì nòng 38 ly, tích hợp chụp giật trợ lực. Nó là thương hiệu STIHL MS180C các bác nhá. Tích hợp chụp giật trợ lực cho các bác, giật rất là nhẹ nhàng. Tình trạng máy móc thì quá là xuất sắc luôn các bác nhá, cực kỳ đẹp. Một con máy nói chung là cũng thuộc cái dạng VIP siêu tầm rồi đấy ạ. Tem mác này chuẩn chỉ các bác nhá. Cái này là hệ mã vạch của nó. Ở trên bên thị trường Nhật thì nó sẽ có một cái ứng dụng, khi các bác check cái mã vạch này thì nó đã sẽ ra được thông số kỹ thuật cũng như là giá cả của cây máy này các bác nhá. Nhưng mà cái này thì nói chung là chỉ sử dụng ở đối bên nước ngoài thôi, còn lại ở Việt Nam thì vẫn chưa thể sử dụng được. Nổ thì cực kỳ VIP luôn các bác nhá. Giá chỉ 3.300.000 một chiếc máy cưa hệ STIHL về cho các bác sử dụng gia đình. Thắng xích để sử dụng đầy đủ nguyên, chức năng thì còn full nguyên các bác nhá. Nguyên zin nguyên bản 100%. Dạ vâng, tiếp đến là con F9 i9 quên mất. i9 các bác nhá. STIHL MS170C. Máy móc tình trạng thì cũng cực kỳ VIP luôn các bác. Con này tích hợp 2 ốc lam này. Cực kỳ chắc chắn rồi. Giá con này thì rẻ hơn con i8 một tí xíu là 3.200.000. Con này thì công suất 37cc các bác nhá. 37 ly quên mất, 37 ly các bác nhá. Vẫn tích hợp chụp giật trợ lực. Tình trạng máy móc thì đẹp như siêu tầm luôn các bác nhá. Ốc cho các bác nhìn qua cái ốc của nó này. Các bác nhìn vào ốc có VIP và chất lượng không ạ? là chúng em sẽ test nổ con này cho bác nhà qua tiếng máy luôn. Máy móc đẹp, đầy đủ chức năng, thắng xích sử dụng đầy đủ nguyên. Đó, máy móc không bể vỡ, không làm sao cả, máy móc sưu tầm cực kỳ đẹp và chất lượng các bác nhá. Dạ, con i10 các bác nhá, STIHL 018C. Con này thì không có tích hợp trục giật trợ lực, nòng vẫn là 38 ly các bác nhá. 38 ly không có tích hợp trục giật trợ lực. Đó, máy móc tình trạng là đẹp, nguyên zin bồ các bác nhìn qua. Cực kỳ VIP luôn các bác nhá. Tình trạng cũng quá là ok luôn, bởi vì lô ngày hôm nay thì nói chung là cửa hàng chúng em sưu tầm con nào cũng cực kỳ chất lượng. Đó, con này thì cửa hàng bán trong với giá là 3 triệu đồng các bác nhá. i10 STIHL 018C. Rồi, và con này thì có tích hợp xả áp cho các bác ở đây này. Xả áp thì nói chung là nó cũng giống như một chiếc trục giật trợ lực thôi. Nếu mà các bác là muốn giật nhẹ nhàng thì hãy bật xả áp này lên, thì giật nó sẽ nhẹ đi bao nhiêu phần các bác nhá. Cuối cùng trong video ngày hôm nay đây các bác ạ, một con STIHL 017. Con này thì cho các bác nào mà kinh phí thấp cần tìm cho mình một chiếc máy cưa hàng hệ giá rẻ các bác nhá. Con này thì giá là 2.900.000. Đó, máy móc tình trạng cũng cực kỳ VIP luôn các bác, đẹp như tranh, ốc làm này, cực kỳ VIP luôn các bạn nhá. Con này thì nòng 37 ly, không có tích hợp trục giật trợ lực, máy cưa hệ giá rẻ, STIHL. Rồi, gọi như là cuối cùng trong video ngày hôm nay rồi. Đây, tổng thể lô máy các bác nhá. Một lô máy cưa xích rất là nhiều các hệ đúng không ạ? Thì các bác nào mà đã cảm thấy ưng ý cho mình những con nào rồi. Đó, muốn chốt cho mình những con nào rồi thì hãy nhấc máy ngay và liên hệ qua cho em để đặt hàng. Rồi, các bác hãy bấm cho em một like và đăng ký kênh để ủng hộ em, cũng như là để theo dõi những video mà cửa hàng chúng em đăng lên các bác nhá. Đó, để cho các bác có thể tham khảo, cũng như là để xem những mẫu máy ưng ý nhất cho gia đình mình các bác nhé. Ôi, cửa hàng chúng em xin chào các bác, hẹn các bác ở video sau.